xin được giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Thị Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp trẻ 24-36 tháng tuổi, trường mầm non Song Hai. Và hôm nay tôi rất vinh dự khi được đến đây tham gia phần thuyết trình biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non. Và tên biện pháp mà tôi đề nghị rất thi là biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng tuổi biết cấp đồ chơi đúng theo quy định. Và sau đây tôi xin trình bày phần biện pháp của mình. Thưa ban giám khảo, giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ là trách nhiệm của nhà nước, xã hội và của mỗi gia đình. Việc giáo dục trẻ ngay từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng, đồng thời với giáo dục gia đình và giáo dục mầm non là bậc học giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ và hình thành những yếu tố đầu tiên nhân cách của trẻ. Với trẻ mầm non, đặc biệt là trẻ 24-36 tháng tuổi, trước thế giới bao la xung quanh cộng đồng, biết bao điều mới lạ hấp dẫn khiến trẻ tò mò muốn biết, muốn khám phá, thì việc giáo dục nền nếp thói quen ngọt ngào là việc vô cùng quan trọng với trẻ và cần thiết. Ông bà ta thường khuyên dạy trẻ từ thuở còn thơ, vì thế chúng ta cần nhớ lại trau dồi đức tính tốt đẹp cho trẻ từ khi còn nhỏ, tập cho trẻ tính năng nắm mắt gọn gàng khi từ khi còn nhỏ, tức là giúp trẻ có sự cẩn thận và tự lập hơn trong cuộc sống sau này của trẻ. Và năm học 2021-2022 tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi D2 trường mầm non Song Hai. Và ngay từ những ngày đầu tiên tôi cho trẻ tham gia vào hoạt động, tôi nhận thấy một số trẻ hoàn toàn nhút nhát và gần như không hợp tác với cô. Một số trẻ sau khi chơi đồ chơi xong còn ném đồ chơi lung tung và làm ảnh hưởng đến mặt khác. Đa số trẻ chơi và làm theo ý thức của mình, chưa có thói quen cất đồ chơi sau khi chơi xong. Và từ xuất phát từ thực tiễn trên, tôi đi vào áp dụng biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng tuổi biết cất đồ chơi đúng nơi quy định, nhằm mục đích thứ nhất là nâng cao ý thức giữ gìn và bảo quản đồ chơi cho trẻ, thứ hai là trẻ biết thu dọn đồ chơi đúng nơi quy định. Và sau đây là phần nội dung thứ nhất là phân loại đồ chơi theo các góc chơi, thứ hai là hướng dẫn trẻ thu dọn và cất đồ chơi đúng nơi quy định. Và sau đây là phần thứ nhất, phân loại đồ chơi theo các góc chơi. Các đồ chơi búp bê và các gấu ngủ bông, một đồ chơi nấu ăn và bác sĩ tôi sắp xếp ở góc theo các vai, và khối hình, khối gạch tôi sắp xếp ở góc hoạt động với đồ vật và bút sắc màu, đất nặng và bảng, một số dụng cụ khác tôi sắp xếp vào góc nghệ thuật. Tất cả các đồ chơi ở góc tôi đặt vị trí vừa tầm với của trẻ, và đặc biệt là đảm bảo an toàn cho trẻ trong quá trình chơi. Việc sắp xếp đồ chơi cho trẻ theo các góc như này giúp trẻ được tôi dễ lấy, dễ nhìn và dễ cất. Trước, song song với đó là khuyến khích trẻ từng bước thu dọn và cất đồ chơi. Đồng
thời khuyến khích trẻ tự hoa thực hiện công việc của mình. Và sau đây là những hoạt động mà tôi hướng dẫn trẻ các đồ chơi ở lớp. Thank you.